Xóa sửa lông mày sau điêu khắc được thực hiện như thế nào? Hiện nay có hai phương pháp xóa xăm phổ biến, đó là hút màu phun xăm bằng dung dịch chuyên dụng và sử dụng laser. Tùy thuộc vào tình trạng mực trên da, chuyên viên sẽ tư vấn phương pháp xóa mực phun xăm phù hợp hoặc kết hợp cả hai phương pháp tùy từng giai đoạn. Dưới đây, xin giới thiệu quy trình xóa màu phun xăm bằng laser. Bước 1. Thăm khám tình trạng mực cũ và đưa ra lộ trình hút mực phun xăm. Bước 2. Lau sạch hàng lông mày, mí bằng bông muối. Bước 3. Bôi một lớp tem mỏng hai bên lông mày, dán ni lông ủ trong 10 phút. Bước 4. Đeo kính chống ánh sáng cho khách hàng. Bước 5. Điều chỉnh năng lượng, tần số phù hợp với tình trạng da và màu mực của khách hàng. Bước 6. Sử dụng máy chườm lạnh. Thời gian xóa mực xăm có thể mất từ 1 đến 4 tháng tùy mức độ ăn sâu của mực điêu khắc trên làn da từng khách hàng. Chi phí xóa sửa lông mày sau điêu khắc bao nhiêu? Mức giá xóa sửa lông mày phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như công nghệ xóa sửa, lượng mực và diện tích mực ăn sâu vào da khách hàng, dịch vụ mà khách hàng lựa chọn, xóa theo buổi hay theo combo chọn gói. Việc lựa chọn địa chỉ xóa sửa lông mày uy tín sẽ giúp bạn lựa chọn phương pháp xóa lông mày phù hợp, hiệu quả hút mực cao, tiết kiệm thời gian và giảm đau đớn. Tại phun xăm tự nhiên trên Skin, tùy tình trạng mực trên da sẽ tư vấn lộ trình hút màu phù hợp. Với mày đậm, dữ, giai đoạn đầu sẽ dùng năng lượng laser tác động xuống tầng da, phá vỡ liên kết mực. Phương pháp hút mực bằng laser của Gen Skin khiến mực đào thải tự nhiên qua hệ bài tiết, hệ bạch huyết. Khi hút hết hạt mực đen, còn lại hạt mực vàng, cam, sóng laser không thể nhận diện được, sẽ sử dụng dung dịch để hút sạch mực dưới da, trả lại nền da sạch mực tới 95%. Sau khi tiến hành hút mực, da có thể ngậm mực, đậu sợi với nét mảnh đẹp tự nhiên trong lần tạo sợi tiếp theo. Bạn còn thắc mắc gì về làm đẹp chân mày? Hãy comment xuống bên dưới để được chuyên viên của Gen Skin giải đáp nhé!